Ok, hello anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới. Con game đó tên là Killer Frequency nè. Thẩm dịch ra gọi là tần số sát nhân. Thì đây là một con game giải đố có yếu tố kinh dị mà tôi đã follow từ hai ba bữa trước. Thì rạng sáng hôm nay tôi cũng có vô chơi thử rồi. Nhưng mà nghe cái cảnh nó dọa ma quá nên là tắt luôn. Nghe 1 giờ sáng là nó hù dọa nữa thì tôi không có chơi nổi. Thì bây giờ thì sớm hơn tí. Đó, giờ khoảng 9 giờ mấy 10 giờ mới làm về. Thì tôi cũng tranh thủ mở lên chơi thử coi làm sao. Thì chắc chơi đến là 11 12 giờ nghỉ thôi. Thì đây một con game mà thuộc dạng giải đố pha tí yếu tố kinh dị với hài hước của tại 17 mới phát hành vào ngày hôm qua. Thì lúc tôi chơi là chưa có đánh giá nào cả, bây giờ đã có 42 đánh giá tích cực rồi. Nói chung là rất đáng khen luôn. 95% nè. Đây là một con game giải đố có tí tương tác. Thì cái giao diện đó anh em nhìn cái này nó giống như có VR vậy đó. Thì đúng là con game này có VR thiệt. Nhưng mà trong Steam họ không có để cái đó. Trong Steam họ không có để cái chức năng VR này. Dù vậy thì giá game vẫn khá là cao. Lên tới 500 ngàn lận. Thì đây anh em cũng nên cân nhắc. Sao mà nó lại chết chết suốt luôn ta. Anh em có thể cân nhắc vì giá game này nó không có rẻ. Nhất là cái thị trường Việt Nam mình á. Bị họ đẩy giá rất là cao luôn. Ngang với mấy cái nước lớn như Hồng Kông với mà Hồng Kông nè, Thái Lan nè, Hàn Sản nè, Hàn Quốc nè, Singapore nè. Ngang ngang mấy cái xứ nước đó luôn. Mức giá của mình nằm ngang đây nè. Giá game này thực tế là nó 25 đô thì giảm 20% là còn 20 đô đó, mà 20 đô quy ra tiền Việt là 400 ngàn thì cái giá này nó thật sự hơi cao, anh em nên cân nhắc. Thì con game này anh em giải đố đóng vai một cái bên là một cái phát hành viên của cái đài truyền hình radio, bối cảnh con game là thập niên 1980, chính xác hơn 1987. Thì có một tên sát nhân hàng loạt đi vào thị trấn này, nó thịt còn bộ cư dân, nó thịt cư dân từ từ chứ. Anh em đứng ở cái đài radio này bắt đầu giải quyết cái vấn đề đó. Còn chi tiết ra sao thì vô game đó. Thì tôi chưa có chơi, chưa có biết. Mới có đọc vài đoạn giới thiệu này thôi. Với tối qua vô chơi cũng khoảng là 1-2 phút mà. Đó, bạn là một người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh đêm khuya ở một thị trấn nhỏ. Các anh em mà không biết cái đài phát thanh là gì thì tí vô game tôi giải thích luôn. Đây là cái giao diện chính trong trò chơi. Rồi, giới thiệu xong phần game này chúng ta vô chơi thôi. Ok, anh em đợi tôi mở. Mở thêm cái livestream cái nữa trong lúc chờ đợi. Thì hôm nay con đi lô 4 ra mắt nên nhà nhà chơi người người chơi luôn. Thành ra là chỉ có mình tôi chơi con game này thôi. Lô 2022. Game này delay chắc năm rồi đó. Thì game này sử dụng cái chế độ auto-save, tính năng auto-save. Khi thấy cái icon này ở góc thì đừng có tắt ứng dụng. Sao lại cửa sổ ta? Thì tối qua tôi đã vô chút xíu rồi nên bây giờ chắc tôi chơi lại từ đầu cho nó chắc ăn. XP không cần phá đâu, tại vì tôi dùng cái phần mềm tôi phá nó 60 luôn rồi, rất là chuẩn chỉ rồi. Đây, để bật lên coi thử giai đoạn đầu đó, 60 rất êm luôn. Và new game nha. Thì hồi tối tôi đã chơi qua cái đoạn đầu rồi. Chúng ta là một cái người nào đó không biết tỉnh dậy ở bãi cát. Thì con game này đầu tiên hướng dẫn chúng ta di chuyển thôi đó. Thì nhắn tương tác bằng cách nhấn vô kéo thả nó luôn. Có thể cầm được cái chai bằng dù trái hay giờ để quăng ở đây. Thì chúng ta đi qua cái con hẻm này. Có một cái tờ giấy ghi chữ gì đó đọc không được. Một cái cửa bị khóa. Một cái thùng rác. Ở đây là có cái học viện nè. Nhưng mà chưa có cầu chì. Không có cái cầu chì nó hết. Ít nhất 4 cái mới chạy được. Thì đây là một con hẻm ở cái mà thành phố thị trấn nhỏ thôi. Ồ, có tiếng kêu gì kìa. Ê, 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 ê. Anh em làm nuôi gán rồi đó nha. Cửa này không vô được, nó có hướng dẫn mình. Nhấn E để bắt đầu tương tác cái vật thể giữ chuột trái và di chuột. Nhấn E lần nữa để xóa nó. À, như mình cầm cái ly lên nè, mình nhấn nút E để xem cái vật thể. Thì bây giờ có thể xây xây để dòm được. Rồi nhấn E lần nữa để thoát ra, nhấn nút F để thả xuống. Đó. Hướng dẫn điều khiển cơ bản thôi. Bên này nhấn Ctrl để ngồi. Cái gì, cái gì? Đây có một cái cửa. Cửa gỗ, mở không được. Rồi tiếng nước nó chảy trong cái ống nghe thấy giận người luôn. Còn ở đây có một cái thùng.
nhấn chuột trái và di chuyển chuột để mở cửa đây. Rồi chúng ta vừa vô thì biển bắt đầu chập chờn, nhìn ra cái cửa có cái gì đó, hình như tôi mới thấy cái bóng á, không có ai cả. Đây có cái bóng người thiệt à, chỉ là cái bóng thôi. 11 giờ 55 phút, ơi ơi ơi, 10 giờ 55 phút. Đủ đạn đó, biết trước rồi mà vẫn còn sợ nha. Đây, em có nghe gì không biết ghi? Nghe cái gì cơ? Một cái tiếng hét này đó. Tôi đoán vậy. Forrest, is this a joke? Tớ được chùa đùa không ghét. Tôi chỉ nghe một cái gì đó thôi. Oh, and here I was thinking you'd finally started to ease up. You probably just heard some cats. Chắc là anh nghe một con mèo bên ngoài thôi. You know, four legs, biết đấy, một con mèo bốn chân đi nhẹ dogs. Nhàng có đuôi, không phải chó. I know what a cat is, but I mean. Để tôi chỉnh cái tiếng voi nó nhỏ xuống. Rồi ok. Thì tôi cũng giới thiệu cái cảnh vừa rồi luôn. Vừa rồi mình đứng về trong hẻm, không biết là nhân vật nào thôi. Thì mình đã bị một cái thằng đeo mặt nạ, nó quất nằm bất tỉnh hay là chết hay là bị cái gì rồi không biết. Thì cùng lúc đó là hai nhân vật này, mình tên là Forget với em làm chung tên là Foggy, đang dẫn cái chương trình radio tại đây. Thì mình mới nghe thấy mà cái tiếng hét bên ngoài á, thì mới hỏi em này, em nói đùa chắc là con mèo thôi. Mình hỏi mèo hả? Thì em nó cho mình bằng cách giải thích con mèo là con vật có bốn chân là cái gì đó chẳng hạn. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục chơi thôi. Mình với em này đang phát sóng cái chương trình radio. Nếu như anh em không biết á, thì mình đang trong cái bối cảnh game năm 1980. Ở cái mà thập niên 80 á, là cái thời này là đâu có gì giải trí đâu. Buổi tối anh nghe anh em mà muốn giải trí thì mở cái máy radio lên để nghe mấy cái mà lời trò chuyện đêm khuya đâu chẳng hạn. Rồi đấy, thì nó em nó kêu mình chết cái máy này, thì hỏi sao làm cái gì đó hoài. Thì đương nhiên người ta trả tiền để mình làm việc nên làm chính chu đấy. Thì như anh em biết thời thập niên 80 đâu có gì giải trí đâu. Buổi tối thì ngoài quán bar bọng bia rượu nhảy khiêu vũ á, thì giải trí online chỉ có thứ duy nhất là cái radio này. Ở Việt Nam mình thì đó là những năm 90-2000, lúc đó chưa có internet phủ sóng, thì giải trí duy nhất là tối tối mở lên cái tần số radio đó, sẽ có một số người làm lận với nhau, nói chuyện với nhau. Bây giờ mình với em này là dạng như là đang livestream vậy đó. Thì hồi xưa không gọi là livestream, gọi là lên sóng, gọi là online á, gọi là phát sóng truyền hình trực tiếp, thì đó gọi là online. Anh em biết cái máy này máy gì không? Đây là cái máy cassette, đây là cái cuộn băng cassette. Anh em bây giờ chắc không biết cái cuộn băng là cái gì đâu. Đây là một số cái đĩa nhạc để vô đây phát. Bây giờ em nói nhiệm vụ kêu mình là kiểm tra cái thiết bị này. Đây, bắt đầu chết. Được rồi, let's get through this. Biết rồi. Alrighty, this is your captain speaking. Tôi chưa, đã nói. Come on, let's have a bit of fun with it for once. Buckle in, folks. We're about to hit some tubularence. Let's start with record play. Rồi, bắt đầu chương trình ghi âm. Okay. Grab a record, stick it on the player, and hit play. Easy. Hit play. Got it. Okay. Great. Now turn it off. Rồi, giờ tắt. All right. Up next, phone line buttons. Đó, your phone captain line à. Will be đây là to cái phone take line. Your call on line one. Thì khi có cuộc gọi đến á, cái kênh một này nó sẽ báo tiếng đàn. Anh em bây giờ chắc không biết cái máy này máy gì đâu. Thì thường nó hoạt động với máy bàn là chính. Khi có cuộc gọi đến nó chuyển đường dây cuộc gọi á, thì nó sẽ có cái nút như vậy. Line one is the đó, em nói kêu mình bấm vô cái line one này. Được rồi. Who's Peggy? This is Captain Donald Key calling. Donald Key con mình gọi là Don. You get it? Yeah, it's a riot. Great, and button 2 works just the same. Đó, thì cái nút so, thứ hai cũng hoạt động tương tự như luôn. Move to the Peggy bây button. Giờ đến cái nút bet ghi. Mean the producer line. Like đó. I said, the Peggy em nói ghi button. Là cái nút gọi là bet ghi luôn. Press it when you need my help during the đó. Show. Thì is mình there a Peggy mute người ngoài button? Gọi đến thì they cái nút số 1 2.
Now Còn cái come nút số on. 3 này thì The nói với em pesky nó. button is the third one on the phone line. Rồi I ok. labeled it for you. Đó. Nhấn nha em mới vừa lòng. Nhấn nút số 3 thì mình kết nối với em đó. Press for Peggy. Biết cái This gì? is your brain, Forrest. Sorry I made you Em nó such chọn mình nó gần. unfun turkey. I'm a turkey now, am I? Okay. Are we almost done? Sound blaster next. That's an easy one. Rồi ok, bây giờ bắt nhạc. There we go. Đó. Always good for a cheap Tạo tiếng laugh. cười. All right, we're almost done. Just the volume sliders left. Đó, bây giờ có These cái should let you âm mình affect thả pretty nè. much everything. But let's test it with a record. Play a record and change the volume with the music slider. Thì đây là có bốn cái nút theo thứ tự. Cái nút chính giữa thì cái ô vuông này thì tôi nghĩ chắc là nguyên cái dàn máy này. Cái nút bên trái cái loa thì chắc là cái tiếng đàm Play a thoại song, grab the bên này. sliders and move them Còn up cái nút and bằng down. cassette này Go thì điều nuts. chỉnh âm lượng của máy cassette. Còn cái nút đĩa này thì chắc điều chỉnh cái âm lượng cái đĩa. Bây giờ phát cái đĩa nè. Tôi sẽ kéo nó lớn lên như một DJ chuyên nghiệp luôn. Đó. Right. Seems to be all working. We Đó. done, Captain. We sure are. Coming in for landing. Local time. Should not encourage you. I knew you had a fun side. It's my fun side that gets me in trouble. Khía cạnh vui vẻ của tôi là một vấn đề. Now, let's get the show started. Rồi. After your introduction, our first segment is Guess That Scream. Rồi, bắt đầu lên một cái tần số. Joke. Nope, and don't blame me for this one. It's Reggie all the way, and he demands we do it tonight. Okay. Okay, Forrest, shut the music off. Rồi, em nói chuyện mình tắt nhạc. Mình tên là Forget, em này là Pep Ghi. Okay, you're live in 3, 2, 2 1. Rồi, 12 giờ. Chào mừng anh em đến với kênh Gadio. Chào buổi tối, thị trấn Gao Kỳ. 18919, tiếng thét. Before we start taking your calls tonight on Gallows Creek's only late night phone in talk show, I need to let you know about a special competition we have. Chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay bằng cách kết nối cái cuộc gọi thôi. Guess that scream. Dự đoán tiếng thét. This is actually one of the station manager's better ideas. Here's how it works. I'm gonna play you a scream. Tôi sẽ phát một tiếng thét. Bạn gọi đến và đón. Guess that scream. Đón tiếng thét. Hãy đón lý do tại sao chúng tôi lại có cái tiếng thét đó. Discover the corpse of a loved one. That's good. Đó. Now, Forrest, hit them with the tape. Nào, Forrest, bắt đầu cùng băng. Just a second. Listen close, and then call in to guess that scream. Guess that scream. What do you mean, play the tape? Em nó kêu mình bắt cùng băng. Guy do that for me. You're not in Chicago anymore, Forrest. Here in Gallows Creek, you get to be your own tape guy. Come on, I gave it to you yesterday. Em nói đưa cho mình cuộn băng vào ngày hôm qua. Forrest, you do have the tape, right? You mình knew we were doing this hình như không có cuộn băng đó. Hey, let's be real. Guess that scream is a terrible idea. No, Rồi. I don't have the tape. It may be a stupid idea, but that doesn't mean it can't be fun. We're going to need a scream tonight, Forrest. Chúng ta cần một tiếng thét đêm nay. Mic, so... Bạn có một cái mic nên em nó bắt mình thét. Thật phải à? Really, Peggy, you want me to scream? You know the show depends on my golden Em muốn anh gào voice, thét right? bằng cái giọng nói Come quanh on, vàng của mình Forrest, just do it. That's enough dead air already. Just Rồi. Think of a scream and let it rip. Hãy nghĩ về một tiếng oh, thét thôi. God. Sorry about Ô này that. Nè. I'm back. Had to step away there for a second. Listen close and then call in to Tiếng thét đó gọi là guess that scream. Bây giờ mình có thể đưa ra ba lựa chọn. Kêu theo cái tiếng của Yeti. Cái tiếng mà rơi từ cái mỏm núi xuống. Hôm nay đang trên sóng, bây giờ thử cái tiếng rơi từ ngọn núi xuống nào. Nó kêu xong thở dài đúng khổ thiệt. Call in with your guesses and if you get it right, you could win two tickets to the amazing Maze Maze and one free fried dough. Fried dough. Just call in at 555-239-239 cà phạm và đưa ra dự đoán của bạn. Bây giờ bắt đầu nghe một số ban nhạc. Ok, thì mình đang dẫn cái chương trình lên sóng này cùng với em Betty. Chủ đề đêm nay là cái chủ đề gọi là đón tiếng thét, nhưng mà em nó đưa cho mình cuộn băng mà mình dục nó tiêu rồi, nên bây giờ mình phải tự thét và cho khán giả đón luôn. Thì hồi xưa chơi cái chương trình mà lên sóng livestream nữa,
thì có một cái đường dây để người khác gọi điện lại. Người khác gọi điện lại là tương tác trực tiếp luôn, có thể trò chuyện, nói chuyện với nhau á. Giống như bây giờ anh em mà coi livestream anh em comment ấy. Thì hồi xưa là đâu có vụ comment gì đâu, chỉ có gọi lại bắt sóng thôi. Oh, Forrest, there's a call coming in. Đây, chúng ta có một cuộc gọi. Time to turn the music off. Có người đó tiếng thét cái gì rồi. Đây, nhấn đường dây số 1. Chào mừng đến 189, tiếng thét. Bạn đang gặp ở Forrest Nap. What's going on with you tonight? Chuyện gì? Forrest, thank God I made it through. My name is Leslie Harper. Đó chị Harper. Em này là điều phối viên của tổng đài 911. Một cái em điều phối viên cái tổng đài điều phối viên 911. 911 là cái đường dây gọi mà cảnh sát bên Mỹ á, giống 113 Việt Nam mình á. Thì đang lên chương trình mà em nó tự nhiên điện thoại. Thì chắc là đùi thôi. Are you calling in to guess that scream? As a 911 operator, I bet you may have an educated guess. Tôi biết bạn đã có một chương trình đào tạo rồi. Look, I found a body. Không, nhìn này, tôi tìm thấy một cái xác và tôi cần giúp đỡ. 911 gọi tôi để báo cáo về một cái xác. Đúng rồi, vui vui thôi. First, I recognize her voice. Forget, tôi nhận ra cái giọng của cô ấy. Thật sự là ở tổng đài 911 luôn. Tôi nghĩ nó là sự thật. Peggy, I'm not gonna be happy if this is a prank. I don't do trò đùa này không vui đâu. Nó không có trong cái hợp đồng của tôi. Forrest, I really don't think this is a prank. Tôi không nghĩ đây là một trò đùa đâu. Bây giờ có một cái em điều phối viên 911 điện lại cái tổng đài báo cho mình. Tự nhiên gì đó ta. Nói rồi phát hiện sáng chết vậy là báo cho mình. Nghe như một trò đùa vậy. Mình cũng nghĩ là đùa nhưng mà em này nói cái giọng đó là thiệt. Có chuyện gì đang xảy ra? Sheriff Matthews is dead. Sergio Matthews What? Sheriff Matthews is dead? Sergio Matthews I couldn't get any response from the department. That's never happened before, so I came to the station and vì em này đến cái mà đồn cảnh sát thì tìm thấy anh ấy. God, poor Sheriff Matthews. Có điều đáng thương. Chuyện gì xảy ra? Someone got him. Someone got up very close. Someone đó là đâm anh ấy, tấn công anh ấy ở rất gần. Tôi không muốn nói gì để xảy ra. Anh ấy có chống trả không? Anh ấy đã thử. Anh ấy đã thử bắn nhưng mà không. Thì ông mà Matthew Sergio đó là ông cảnh sát trưởng á. Qua đồn cảnh sát trưởng. Thì em điều phối viên 911 không liên hệ đây được với trung tâm cảnh sát. Nên mới lại đó giờ tìm thấy một cái xác ông ấy. Ông ấy cũng có chống trả nữa nhưng mà không biết có lấy dụng gì không. Thì có ai ở cái trạm cảnh sát đó nữa không? Ai đó có thể giúp bạn ở chẳng hạn? Có Deputy Martin ở đây nhưng cô ấy đã bị hạ gục. Và nhốt trong một cái mà... Nhốt trong một cái nhà tù, nhà giam. Thì ở đồn cảnh sát luôn luôn cái phòng giam đó. Leslie, do you have any idea who could have có done this? Không? Not a clue. Không có mình mối nào hết. I didn't see anything on my way không over. Nhìn thấy cái gì. Leslie, you need to call over to Henderson or Quiet Ridge. They need to send someone cần phải over gọi hai cái gì thị trấn kế bên để hỗ trợ. Đã thử rồi nhưng cái đường dây máy bàn thì có gì đó. I'll have to go there myself. Thì hồi xưa nó kết nối điện thoại á, thì mình kết nối qua cái đường dây của máy bàn. Bây giờ anh em có cái trò hay rút con dây qua các con dây luôn á. Giống như trên mấy vụ án trên quan đảo nó cắt đường dây điện thoại á, thì bây giờ cái điện thoại đồng cảnh sát không bị gì luôn rồi. Có một cái lệnh xác nhận đang đang quản ở ngoài. Tất cả cái đường dây ở 911 sẽ được chuyển đến cho mình. Thì bây giờ cái lệnh xác nhận á, nó đã chiếm cái đồng cảnh sát rồi. Thì những cái cuộc gọi đến 911 á sẽ được chuyển tiếp qua cho mình bởi em đó. Ý em nói là gì? Tại sao lại là mình? Tại sao em mà cái đồn cảnh sát là dễ bị chiếm dễ dàng vậy? Quay đi. Tôi nói như thằng ngu với những ý tưởng ngu ngốc. Tôi không phải 911, sao lại là tôi? Cậu là người có kinh nghiệm duy nhất ở trên đường dây điện thoại ở gần đây. Người có đầy đủ kỹ năng và trang thiết bị.
It's like an interview. You ask questions to get information you can use. Thì bây giờ có chuyện gì là người dân trong thị trấn sẽ gọi đến mình. Cái tổng đài 911 nó tự chuyển tới Google qua đây rồi. You do know that I'm so good at interviews. They sent me from Chicago to Gallows Creek, right? So I've heard. But that doesn't matter. And besides, there are two of you. You can talk to each other, discuss ideas. Bên cạnh đó thì hai người mình có thể giải quyết vấn đề rất là tốt. Hell, let's have some on the job training right now. I have an emergency. I need to get an unconscious Deputy Martinez out of that holding cell. It looks like whoever Marty Dufiniger bất tỉnh bị tấn công và nhốt trong cái nhà tù không có chìa khóa nữa. Có cách nào để lấy chìa khóa không? There aren't any bars to the cell, and the door itself only has a food tray slot. Chìa khóa để ở mấy cái chỗ đó thì tìm không thấy. There's got to be another way in. Bây giờ mình đưa ra lựa chọn này. Thử phá cái cửa, nghĩ sao mà phá được cái cửa nhà giam không biết nữa. Tìm một lối khác trong cái nhà giam. Thì cái phòng giam mà làm như cái mê cung làm gì có lối khác. Thử tìm một cái bộ chìa khóa khác. Đó, có thể một cái bộ chìa khóa nào đó ở trong mà đội cảnh sát. Yes, there must be another set. Where might another set be? Kiểm tra cái bàn hay là kiểm tra trên Sergio Mateo trên cái ông cảnh sát trưởng. Thì tôi nghĩ là ngăn bàn trước đi. Thử tìm trong ngăn bàn xem. That's the first place I checked. That was the first place I checked too. Thì cái ngăn bàn em nói cũng là nơi kiếm đầu tiên luôn, nhưng mà không thấy cái gì hết cả. Thì có thể Matthew vẫn có cái chìa khóa đó. You know. I couldn't see any at a glance, but I didn't really look up close. Đợi chút. One second. Oh, I think I might be sick. Nhìn muốn bệnh. Sorry, Sheriff. Sorry, Sergio. Tôi phải lật ông lại và đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Dút mắt cho ông đi, để ông chết rồi. Đó, tìm thấy cái gì rồi? Tìm phá gì? Thấy cái chìa khóa phòng giam rồi. Rồi, cứu em kêu ra đây. Rồi. So far so good, I suppose. Mở được cái cửa cho em mà. How are you feeling, Forrest? Được cái cửa rồi. Tôi thì không giữ máy nguyên một tối nay được. Tôi sẽ gọi cái cao farm nếu đây một chỗ được. Thì tôi nghĩ cái vụ này là thật á. Nên chắc chọn cái giữa đây. Thì đầu tiên hồi nãy vô game á, mình cái nhập vai vô một cái ông đó là chắc ông cảnh sát trưởng á. Bị thằng đó quất ngay cái giữa cái giao lộ luôn. Hoặc là một nạn nhân đầu tiên của nó thôi. Thì thằng đó nó đã vô cái nhà tù, nó đánh cái ông cảnh sát trưởng chết rồi. Thì nó cũng bắt giam cái em kia bỏ vô phòng giam luôn. Thì cái em điều phối viên 911 không liên lạc được. Mới lỡ đó tìm và thấy em đó. Thì cũng tìm cái chìa khóa mở cửa nhà giam cho cái em đang bất tỉnh trong nhóm rồi. Cũng chuyển hướng hết tất cả cái cuộc gọi 911 qua cho mình. Để tối nay có gì mình thay em đó. Hướng dẫn cho những người dân khi cần thiết. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái giữa. Tối nay trực ở đây giúp em đó luôn. Maybe Leslie was right. Maybe we can handle this 911 business. That's the spirit. Làm luôn công việc với 911. I think you're right. Though I have to say, I really hope this is the only call like this we get. Same. Come on, Martinez. Hy vọng đây chỉ là một cuộc gọi duy nhất thôi. Just gonna sit you in your office chair. Tự nhiên làm trực tổng đài 113 ha. I'm back. Deputy Martinez is still out cold. Em mày tiêu kia thì vẫn còn lạnh gióng luôn. Có một cái xe ở ngoài. Thì tên sát nhân có thể quay lại. Tình sứ nhân có thể quay lại và cái em Matthew đang như một con dịch dính dĩa vậy. Em đó muốn gọi đi dắt đi đâu? Cái đi qua hai thị trấn bên cạnh để mà gửi tín hiệu cầu cứu thôi. You mean we're gonna be on our own? Just Peggy and me and no one else responding to emergency calls. You'll be fine. You and Peggy just work together like you did earlier. You can do this. Now I'll be back as soon as I can. Cái gì? What? My car. Xe nó bị cháy rồi. What do you mean it's on fire? How the hell? Did it just go up in smoke? What happened? Nó phá xe cảnh sát rồi, không nhớ gút rồi. What? Anh em nghe tiếng gì không? No way. This can't. Cái tiếng đầu game mình nghe đó. What's happening? What's that noise? It cái tiếng gì đó? Tiếng hít sáo hả? Whistling? Tiếng hít sáo thì nó có thể là. Oh
my god. I can see him, but tôi có thể thấy hắn. Hắn đã chết rồi, đúng không? Right? But that mask. Nhưng cái mặt nạ, hình thư quái nào mà hắn? Who, Leslie? Who? Ai? The whistling man. The whistling man. Kẻ hít sáo. Who's the whistling man? Hắn một lên sẽ nhận thằng lọc của thế kỷ 50. Hắn đeo một cái mặt nạ như hắn đã chết rồi. Cái quái gì đang xảy ra đây? Oh god. Do you think he attacked Sheriff Matthews and Deputy Martinez? Thì có thể là cái thằng đó nó tấn công cả hai người trong đồn cảnh sát không? Lúc đó. Leslie, stay inside and lock the door. Phá cửa lại. Right. Shit, we need a new plan. My car is torched. We need to think. Bây giờ chạy hoặc là núp vào đồn cảnh sát hoặc là tìm một cái vũ khí ở đồn cảnh sát thì phá cửa rồi xong mà chạy. Núp nó không ổn nữa, tại vì nó biết mình đó nó mới mò lại thôi, hoặc là nó tìm em kia. Nên bây giờ chắc lấy cái vũ khí gì của cảnh sát đây. Đó, tìm một cái thứ gì mà chờ đường nó đó. Trong mấy cái game mà kinh dị sinh tồn mà đi núp núp là chết chắc. Có cái chìa khóa của mà cái khu số 3 rồi. Chiếc xe số 3. Nice one, Forrest. Good thinking. But wait. How am I supposed to get us to the car? The whistling man is right there. Thì tìm cái súng. Súng ai? Súng ở cảnh sát trưởng hay là em bị ngất? Cái em bị ngất đi. Cảnh sát trưởng thì hồi nãy là cái súng chắc không có xài được nữa đâu. Nếu được thì ông cảnh sát trưởng đây dùng rồi. Súng của em Martin đã mất tiêu rồi. Thì chắc lúc đánh lắng em nói thì cái kẻ hít sáo nó cũng giấu luôn. Giờ tìm trong cái xác ông cảnh sát trưởng. Nó trống rỗng à? Thì lúc mà có thể là ông ấy đã chống trả như thằng sát nhân rồi. Thì tìm thêm vũ khí khác. Đây. Tìm thêm vũ khí khác đây. Tổng cảnh sát mà không lẽ không có vũ khí được. Kiểm tra cái thắt lưng của em Ruby. Cái em bị bất tỉnh. Gọi là phó cảnh sát trưởng. Một cái baton, một cái mà bình xịt hơi cay với một cái máy giật điện. Cái đầu tiên là cái bình xịt nè. Cái thứ hai là cái máy điện. Cái máy chích điện á. Cái thứ ba cây baton. Tôi nghĩ súng không có đụng được nó thì cây baton cũng vô dụng thôi. Cái máy chích điện thì cũng vô dụng luôn. Cái bình xịt thì nó đeo mặt nạ rồi nên cũng khó lắm. Phải lại gần nữa. Tôi nghĩ ba cái này vô bổ như nhau thôi. Chọn đạn cái đi. Xong không lấy ba cái luôn. Nghe cái gì đâu? No. No, I can't hear anything. Đúng vậy, bỗng nhiên một cái liền lặng, không có một tiếng động gì hết. Cái này thì không nhìn thấy, không nghe thấy. Tự nhiên đóng bên trái rồi sao? Cẩn thận đi. Be careful. I don't like it. Me neither. But it's an opening, and I've got to take it. Okay, Deputy Martinez. Bây giờ kêu em đúp đi đi di chuyển. Dễ rồi thôi, chúng ta đi thôi. Đang dìu em đó ra ngoài chiếc xe của sở số 3. Rồi đợi em nó ra chiếc xe thì bật cái radio trên xe rồi tiếp nối với mình. Ở đây là cái chút may mắn. Cái trên là câu khẳng định, còn ở dưới thì cái câu mà kiểu rất là ngon. Thì nói câu trên cho em nó an tâm đi. Nói câu dưới thì cảm giác em nó lo lắng lắm. Good luck, Leslie. Chúc may mắn, Leslie. That's one brave woman. Một người phụ nữ dũng cảm. She makes it through this. You know, I gotta say, this really wasn't what I expected when I came into work today. Well, they always say you have to be ready for everything in life. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra trên radio thôi. Chờ nhạc anh em, trong lúc chờ đợi. I think we've got Leslie back on the line. Ê, em nó điện lên kìa. Hello? Forrest? Peggy? Rồi, ok, taxi kìa. Còn sống luôn. Over. Over. Giờ anh chơi over nữa. 14, 14 là cái mã lệnh của cảnh sát. Giờ luôn. Cho anh em nói một tí. Mặc dù đang dầu sôi lửa bỏng. Từ đó bạn đã vào được cái ca CB chat.
Xin lỗi về thói quen CV chat. Thì cái em kia vẫn bất tỉnh và đang lạnh cống luôn. Rồi cứ đi thôi. Rồi, nghe cái hút sáo này. Nó sớp được em kia hay gì? Leslie, what's happening? The whistling! No! Get off her, you son of a bitch! Cút khỏi em gái của tao. Cút. Rồi, bắn. Bắn một đạn giùm luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Leslie, drive! Lấy xe đi. Rồi. Chạy, 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 chạy. Are you okay? Are you two okay? Did you get away or... Forrest, that taser, definitely the right call. Một quyết định cuộc gọi đúng đắn thì. Oh my god, I can't believe we escaped. Không thể tin là chúng ta well, đã thoát rồi. Thoát rồi, thoát rồi. Just another day for you. Oh my god, yeah. But let me tell you. Em đã cứu mạng mình, cứu hai người đó luôn. Leslie, how long do you think it's going to take to get help? Bao lâu thì tìm được cái trợ giúp? Khoảng 2 hoặc 3 giờ sẽ ở thị trấn kế bên. Chưa tính đường đi về nữa. Thì hy vọng thì mình sẽ trực ở đây 2-3 tiếng thay với Long Đài 911. We'll do our best to keep thể hiện sự tự tin đi. Thank you. Just do what you did just now and Gallows Creek is going to be okay. Ok, bye bye. Mà cái đoạn gánh sáng chỉ có 2 người với đó. Không lẽ cái thị trấn này nó nhỏ đến mức gì vậy? Rồi, em nó ra ngoài dùng súng sống rồi. Rồi, ở dưới là kêu em nó đừng có đụng, đừng có tông ta. Thì chắc vậy anh thôi, ở dưới là trên cho anh vui vui á. Good luck, Leslie. Feel better soon, Deputy Martinez. Hy vọng là cái em Martin kia thì sống khỏe lại. Rồi. Bot. Chúng ta có một tên sát nhân ở trên đường phố Galonkhet vào tối nay. Hãy giữ an toàn bản thân. Và Leslie, chúng tôi cầu nguyện cho bạn. Bây giờ trở lại với chương trình của chúng ta. Nếu bạn có bất kỳ gì trong đầu hoặc có bất kỳ thông tin về cái tên sát nhân đó, hãy gửi cho chúng tôi. À, chúng ta ở đây, tổng đài 18916. Tiếng thét. Here's another hit record for you all to enjoy. Rồi, đây là một bản hit cho anh em chơi với bản nhạc này thử coi. Anh đánh đây anh. It's David Scopo with Moonlight. Ánh trăng. This is not what I said. Ánh trăng lừa dối. This is actually insane. Thực sự một chuyện điên khùng đấy. 4 giờ hả? This guy's gonna kill half the town in 4 hours. Cái thằng đó có thể giết nửa thị trấn chỉ trong 4 giờ. I know, I just... Who is this whistling man? Cái thằng mà người hít sáo đó là kẻ nào? Nó là tên sát nhân hàng loạt của thập kỷ 50. Của thập niên 50. Hắn mang cái mặt nạ điên khùng, hít sáo và... giết một đống dân ở thị trấn Galon này luôn, không có lý do. Sao nó trở lại vào ngày hôm nay? Hỏi câu này thì sao em nó biết được? Nếu nó cũng như mình thôi. Chuyện gì xảy ra với hắn? Cảnh sát thì đã bắt được nó. Gọi đến cái điểm đó là cái điểm thứ 6 luôn. Thì nó đã nhảy xuống một dưới dòng sông rồi nhưng không tìm thấy xác. Chết không? Hay nói về một câu chuyện? Có thể là nó vẫn sống sót và chờ đợi đi quay về thị trấn. Đây nè, cái điểm thứ 6 nè. Other than we have a whistling killer on our hands tonight. Một tên sát nhân huyết sáo hàng loạt, kẻ huyết sáo. Rồi, chúng ta làm được. Tự tin lên. Copycat và Ghost Killer. Copycat là cái dạng nói về mấy tên sát nhân mà dễ dạng á. Cái để khái niệm copycat, anh em đọc chuyện trinh thám thì chắc chưa biết cái đó. On a Thursday after midnight. Hôm nay là thứ năm có khoảng 35 người xem. 35 người đang trên sóng. 3,5 hả? I didn't realize Gallows Creek was that large. No, 35 people. Phải thì. Có 35 người nghe. À 35 đó không chừng là còn nhiều hơn mà cái lượt xem video của tôi đó. Nên đừng có buồn.
35 là nhiều lắm đó anh em ơi. Cái video của anh có khoảng 5 lượt xem thôi, trong đó anh coi 3 lượt, 35 là được nhất. Thật hơn, chỉ có 35 người nghe à. We only have 35 listeners. 35, yeah. It's a school night. What's the population được of Gallows Creek? I don't know exactly. A little over 1,000? Cái thị trấn này bé gì đó. How many did you get before? You know. Hồi trước nó nhắc mình ở Chicago á. Thường một cái chân nhỏ những đêm thì khoảng 1,000. Khoảng 5 của mỗi show. Lớn hơn thì có thể là 10 với 15 rất là dễ dàng. 5,000 thật tuyệt vời, giấc mơ chúng tôi 5 triệu luôn. Million? Phải chứ, bây giờ anh em có kênh YouTube 5 triệu mà supply là quá khủng rồi đó. Yeah, I guess we're gonna learn a lot about perspective tonight. Thì mình chắc là có chuyện gì mới quay về cái thị trấn này. Take it when you're ready. Có cuộc gọi, có cuộc gọi. Okay, Forrest, shut the music off. Con cuộc gọi, mình dây số 1. Hello caller, you're live on 189.16, The Scream. Đây là 189, tất cả mọi chuyện ổn chứ. Alright. Tiếng thở, tiếng nhau. Cái đéo diện xác nhân hay gì? Hey, hey. Okay, who is this? Are you, hello? Ai đó? Hello? Hi. Mẹ cái giọng này giống giọng say ngủ lắm mà. Chứ không phải giọng ngáy ngủ đâu. Ngáy ngủ là đều hơn. Okay, what's your name and why are you calling in? Sao lại gọi anh đây? Biết 6 rồi. Thôi, cái giọng này giọng đúng phép rồi. Mày biết tên của tao đấy. Biết 6 này, biết 6 không sao nè. Mày biết tên của tao đấy. Tao cởi về từ phía chết. Không ai an toàn ở đây đâu. Nó trở về để giết chóc. Mày có nhận yêu cầu gì không? Mày có yêu cầu cái gì không? Danh sách về cái tên. Tao có danh sách những cái tên mà muốn cho mày viết nè. Anh em nào mà deep like cái video tôi là tôi gửi cái tên cho anh sẽ nhận nữa. Một sự chu tội gì? Ý tôi là muốn một cái gì? Cái bánh của bơ giờ nè. Lũ đảng á. Nó cho nó điện lại nó cho anh mình. Một cái bánh và cắt cái mặt mình. Tao sẽ gạch mặt mày. Đồ mờ thằng nhỏ. Tao sẽ cắt mày. Đừng đừng, nói chuyện nó tí thôi. Thằng nhỏ nó cho anh. Mega group. Mega group là cái gì không biết nữa. Đến đây em bé. Chửi nó không? Coi chắc không chửi đâu, mình đang livestream online mà chứ. Đang online mà. Đang trên sóng mà chửi nó thì xích mít lắm. Hay là cho nó đi. Thôi, cho nó. Đến đây game. Để quên nó, mình kêu nó ra đường nguy hiểm bãi rồi. Thôi chết rồi, mình kêu nó ra ngoài đường thì nguy hiểm lắm. We do in fact have an actual killer. Chúng ta thực sự có một tên sát nhân ở bên đường, ngoài đường thiệt đó. This next one's dedicated to. Mình ở trong nhà thì phá cửa lại đi. Your doors and windows locked. Phá cửa và phá tất cả lại. Đổi nhạc rồi. Cụ đảng mấy đứa nhỏ. Chuyện chết chóc mà đem ra đùa vậy. Now it's time to go with the flow. And this is their hit, Crying for Help. Peggy, the hell was that? Kids pretending to be a killer who right now is stalking them. Như một thị trấn sát nhân, giả dạng một thị trấn sát nhân. A thing? Oh, kids around here. They pull pranks pretending to be him. Mấy giờ đùa của lũ nhỏ thôi. Be this whistling man character? They think it's funny, but it's not. It's not funny. Nó là gần rất vui nhưng bây giờ thì không vui đâu. That our whistling man was just a prank. That có cơ hội nào khi cái kẻ thứ sáu đó là một cái trò đùa không? Rất tiếc là không. Christ. Let's stay positive. We still have a show. Trở về vị trí đi. We already have another call around. Đi đi vòng vòng con như thế rồi không được nữa. Let's do this. Có ghế ngồi không? Khổ gì? Bây giờ làm gì? We have a call waiting. Có một cuộc gọi, có một cuộc gọi. When you're ready, shut the music off. Rồi ok.
Hello, caller. You're Xin chào người gọi. Tôi là Forget Nap. Forrest Nash. What? Cái quái gì? Tôi gọi 911 cơ mà. Right, tôi cần sheriff. Okay, right. Well, I'm filling in for 911. Tôi là 911 tới nay. Tôi thay thế 911. Tên bạn là gì? Bạn gặp vấn đề gì? Saga Shop. Tôi cần cảnh sát. Thì đợt cướp không thể đến. Mình nói câu dưới thì sợ em nó lo lắm. Nên dắt nói câu trên thôi. Nói câu dưới em nó quảng loạn luôn. I'm sorry, but the cops aren't coming. Cũng chưa đến được đâu. Taxi đang trên đường đến cái thị trấn bên cạnh. Em nó đang ở cái tiệm pizza ở ngoài thị trấn vậy đó. Có một thằng tâm thần đang đeo cái mặt nạ và đang hít sáo. Nó cầm cái dao trên tay. Thiệt coi. Bây giờ... Bây giờ hỏi em nó đâu trước đi. Hay là kêu em nó bỏ chạy luôn. Where are you now? Did you escape to somewhere safe? Có khi giao bản đồ. Em nói gỡ cái chìa khóa đâu rồi, gỡ chìa khóa xe đâu rồi. Nhưng không bao giờ phát cửa chứ. Thì không thể di chuyển được. Bây giờ phiên anh nói quay lại tìm chìa khóa. Không. Quay lại nguy hiểm lắm. Thì nghe như là em nói đã thoát được cái thằng kia rồi. Thì cũng hên xui lắm. Hồi nãy tôi vẫn nghe tiếng hít sáo nha. Có chỗ nào để núp nữa không? Thì nhà bạn bè gần đó. Rồi. Cái tiếng hít sáo kìa. Nó lại. Nó không nghĩ là mình đó chứ. Em nó ở trong cái xe đó đâu. Có một cái bộ dụng cụ để mở khóa cái xe hả? Tôi sẽ gọi lại tìm được nó. Bạn nghe đấy, 18916. Chủ đêm nay, Forrest Nash. Tôi là người dẫn chương trình vào đêm nay. Chào mừng anh em đến với kênh Live Stream. Ủa, kênh mà video game. Chúng ta có người ở đây, người là Saga. Rồi bây giờ làm gì? Em nó không thể khởi động cái xe được rồi. Bọn mình chỉ cách mở xe. Có phải xe Tesla đâu mà mở được em. Chơi nhạc không? Hope you enjoy this one as much as I do. Đen. Doesn't the station have a show about cars? The Tamora twins or something? Timberline twins talk motors. Yeah. You know they're cặp song sinh nhưng mà họ còn không phải anh em nữa. They look the same though. I know, but they're not even related. It's weird. Yeah, điên khùng thiệt. I asked them about it once, and they got really sweaty and defensive. Anyway, go see what you can find. The offices are out the door and down the hall. Nó kêu mình ra cái văn phòng ở ngoài tìm cái thứ gì đó đi giúp hả? Tìm cái thứ gì đó đi giúp ở Saga. Khi con ấy không thể khởi động chiếc xe, không có chìa khóa xe. Ý, cửa mở ghê vậy ba. Đây là cái phòng thu âm của mình. Công tắc này không bấm được. Mười hai giờ á. Rồi đấy gì? Top hit những bài nhạc nổi tiếng. Cái này có một mặt thôi. Rồi rồi. Dạng như chuyện kinh dị vậy. Nguyễn Ngọc Ngạn à. Này là cái gì đó, dẫn đỡ kim dị. Dylan á, cái em này fetish ha. Cái văn phòng này á. Này là gì? Văn phòng này đồn áo ma Canada á ha. Toàn chết chóc rồi. 198X. Này cái gì? Nhà vệ sinh á. Quên, cửa này mở được á. Không, cái chỗ này là cái chỗ em nó ngồi á. Chỗ này thì không thấy đi ra được rồi. Chạy cái tiếng đồng hồ nó kêu. Bây giờ nhìn cái gì cũng thấy sợ chứ. Đây nguyên cái văn phòng nữa.
Cà phê không anh em? Cà phê không? Sữa luôn. Tạp chí nữa. Những giờ phút kinh dị. Tạo một con sói. Bên này là gì? Y Phan. Cái tờ này tôi thấy quen lắm nha. Anh em nhớ cái tờ này hồi nãy mình... Rồi. Đứng hình này. Thôi. Hồi nãy lúc mà vô nhà kho tôi cũng tầm cầm một cái tờ giấy lên đọc đó, anh em nhớ không? Thì đây một cái điện thoại quay số. Bây giờ anh em chắc không biết xài cái máy quay số rồi đâu. Đây cái ghi chú gì đó nè. Không đọc được. Này có gì nữa không? Gì đây? Còn ba cái vớ vẩn gì không à? Ca farm. Cà lê hả? Đây đây đây, xe đây, xe đây. Rồi chỉ là cái tờ quảng cáo thôi. Không lẽ tìm trong tủ hồ sơ. Tìm một thứ gì đó, hết saga, khởi động chiếc xe mà không có chìa khóa. Thì mấy cái xe hồi xưa trong mấy cái phim mà anh em coi phim á, quá nhanh quá nguy hiểm đâu á. Hay là mấy cái vụ trộm xe mà hợp niên 80 rồi 90 nữa. Là có cái trò chui xuống gặp xe, bứt cái gông dây gì đó. Xong rồi chạm hai cái gông dây đó đề như là đánh cái bugi lên chứ. Thì tôi chỉ tưởng tượng được nhiêu đó thôi. Cái gì đây? Chứ nó chửi gì? Này phải không? Gửi nữa. Không, cái này là cái tờ giấy được thôi. Này cũng mang cassette. Dùng cái upset đi gian kia luôn. Cũng mang cassette đâu. Đem vô trong phòng đi. Ủa? Rồi bây giờ chả có cái quái gì nên đi hết đi ăn phòng thôi. Ừ còn mấy cái phòng nè. Cửa phá rồi. Này nhà vệ sinh. Lũ đạn có ăn mày không? Nhìn nó ghê cái gì? Có gì sau cửa không? Đóng nhẹ nhẹ thôi, em sợ lắm anh ơi. Tiếng thét, thằng kia dao. Thường sau cửa nhà vệ sinh nó bên mẻo á, nó có ghi mấy số điện thoại. Thì bên nhà vệ sinh nam thì ghi số điện thoại mấy em cà phê rồi. Này cái gì? Vậy như một cái khăn hay là cái ví tiền ấy. Một cái chai gọi là tẩy sàn thôi. Nước không mở được. Không có gì sau cửa hết. Cũng không có gì luôn. Có gì nào. Đây. Cái này rất là hữu ích. Sửa tất cả cái xe năm 1979 đến năm 2000. Công nghệ xử lý với mất chìa khóa nè. Bước 1 là sử dụng cái kìm xe. Nếu thất bại á thì xe nó xuống dưới là kiểm tra cái số seri của nó. Cái gì? Ôi. Đi anh em ơi, ghê vãi. Tự nhiên cửa đóng cái gầm á. Phải em nó không? Thôi nha. Tìm được cách mở khóa xe nè bạn ơi. Object chay là cái khung mà để giữ vật phẩm à. À đây, dạng như anh em đàn piano vậy. Sử dụng cái tu vít dặn theo cái chìa khóa đồng hồ, nếu thất bại thì qua bước 2 là remove cái column gì đó. Cái thanh chắn dọc, cái chắn ngang vậy đó. Kiểm tra cái số seri trên chiếc xe. Nếu nó là 4 số á. 4. Nếu nó là 4 trước 3 và không có 7 thì đó là dây xanh và đỏ. Nếu nó là 6, nó bất kỳ chỗ nào và nó không khởi động á, thì thử với 5 là vàng và nâu. Bên này là đừng có đụng vào mấy cái dây đi. Bên này là dạng cảnh báo thôi, dây màu tím.
sao mà lắm màu cái gì, xanh đỏ, xanh lá đỏ, xanh dương đỏ, xanh lá nâu đỏ vàng, bên này thì tím tím xanh lá. Thì dây số 3 này You là gì? find anything? Yeah, Có thì I có found tìm a được cái cuốn magazine này nữa. about hot wiring cars. Well, that sounds perfect. Caller on line one. Thanks, Peggy. We're back with 189.16, Chào mừng the anh em đến với cái stream. chương trình livestream How của are chúng you tôi. holding up, Sandra? Sao rồi sao I ra? keep looking through the parking lot trying to find me. Thì thằng đó I đang need dạo ở trong cái bãi đậu tools. xe rất là I have gần no idea tôi. how to get this hunk of junk moving. Có bộ dụng cụ How rồi. do we start this baby? Giờ làm sao đây, baby? Cái bước 1 là sử dụng cái này. Đây, đúc cái chìa khóa vào là xoay cái chiều kim đồng Put the hồ. Bước 1 screwdriver nè. in the ignition Nếu and thất bại twist thì it sang bước 2. clockwise. Here goes, baby. Nó không vừa rồi, cái đuôi vít không vừa rồi. Screwdriver's too fat to Thì sang bước 2 fit. thôi. What next? Đập bằng búa không phải đâu. Đây nè. Unscrew the steering column. Đó. Dở cái tấm chắn dọc gì nó ra vậy đó. Quanh chú, quanh chú. Sao rồi, sao rồi? Rồi rồi rồi, gỡ được rồi. Có một cái số dây ở đây. Đọc cái hộp số, đọc cái hộp số trên đó đi. Rồi. Đúng rồi, đúng. Theo mình chính xác cái gì mình thấy là kêu em nó đọc cái hộp số cho mình. Bây giờ chắc trà theo bảng này. Dây đỏ, dây xanh, dây vàng. Rồi nói chung là nắm màu dây á. Không không, bây giờ coi cái hộp số á. 574 576 894 320 576 4 chữ số 3. 4 chữ 3 nè. Giờ không có 7. Có 7 này mà. Xếp 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 xếp. Cái nào vậy? Cái này á. Khoan nha. 576 894 320. Nếu có số 6 ở chỗ nào á nhưng mà nó không bắt đầu như số 5 á thì đổi cái trường hợp thứ hai nè, đổi cái xanh lá với mà màu nâu nè, thì còn lại có một với cái ba thôi. Nếu nó không kết thúc giờ không á, giờ ba không có bắt đầu mà trước 6 á. Kết thúc bằng không là không được rồi, không tại điểm cuối. Giờ ba không có đứng trước 6 thì dây vàng, vậy là cái cuối nào phải không? Đỏ và vàng nè, tôi nghĩ đỏ và vàng á. Bốn trước ba giờ không có 7 thì đúng là cái vàng cuối, đỏ và vàng em ơi. Đây 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 đây, xếp đội phải không? Xếp đội thì các khối máy đi anh em, có gì anh dùng viên đá thời gian tôi là chưa cưng. Đỏ và vàng, gọi bình tĩnh em ơi, đừng có cao nữa. Ê, ê, nó nhìn thấy cái dây đứng. Đừng có chạm vào cái dây tím. Và cái thứ hai đó là rút cái cọng dây đó lần nữa. Để đảo về cái số 3 là sao? Nếu cái đây đây có ghi chú dưới kìa. Nếu cái radio mà đang bật và không thể tắt nó thì cắt cái dây tím luôn, cắt bên trái dây tím. Đừng có cắt dây tím. Nó sẽ chích cái hệ thống báo động, nó sẽ mà kích hoạt cái hệ thống báo động. Nếu cái hệ thống báo động kêu á thì cắt luôn cái dây xanh. Nhưng đừng có cắt hai cái dây gì đó chẳng hạn thôi. Khoan, bây giờ là đừng có cắt dây tím. Radio đang on mà em nó đang nói chuyện với mình đó. Nên sẽ cắt cái bên trái dây tím. Ở đâu?
Đây, chọn cái bước này xong rồi mới là bỏ qua cái dây tím. Rồi, khởi động máy được rồi, khởi động máy rồi. Em thật là lòi. Em này như cà phê chứ hả? Em nó sẽ đến mà... Đây, em nó sẽ đến cái mà đài phát thanh và trả thân bằng cơ thể cho mình. Thôi, có em mà... Em biết ghi ở đây rồi. Glad you're safe, Sandra, but please lay off the tắt cái tiếng già đi, bình thường đi. Nhạc già là cái kiểu âm nhạc như cái em đó nãy giờ đang nói chuyện với mình đó. Mình có thể là ghét cái nhạc đó nên kêu em nói bớt cái đó lại. Thôi mà forget. Đang đối mặt với kẻ sát nhân em rồi, em đừng có vui cười như vậy nữa. Cái gì? Ờ, em nó lên ga thùng mình cái trước khi đi nữa. Ok, mới cứu được em nó rồi. Dục. Lên nhạc. Chúng tôi vừa cứu mặt mọi người. Tê Win Talk Moto hiện ở đây. Take it away, Forrest. Cặp đôi nói về mô tô. I still can't believe this is không thể tin được chuyện đó đã xảy ra. Like Gallows Creek didn't already have enough story about. Đó, giờ mới cứu mạng người đó anh em. Gallows Creek is a miserable place to live. Really? Miserable? Cái gì? Peggy, be honest, it's a dump. Nãy giờ đang mò mò coi. Vì cảm ơn cái thằng điên đó hả? Nó đã làm một cái điều thú vị. Buồn vui lắm rồi. Friendly, usually, if you get to know them. Come on, there must be something you like about this place. Okay. Guess some folks have been okay. You're not terrible. Rồi, có ai cần cứu không? 911 đây. Call me. Không tệ lắm đâu. My praise coming from Forrest Nash. You know what I mean, Peggy. I do. It's Forrest Nash for I think you're swell. Anyway, hai cái quầy chồng nhà nó dột nè. Me too. Gì đây? Lễ hội tháng 2, ủa lễ hội tần số à? Thành cái dâu nè, nó giống như cái tiếng thét của mình nhé. 12:42 rồi. Thì tôi nghĩ là trực đến 4 giờ sáng luôn. Có một cuộc gọi đường dây thứ nhất. Tắt nhạc. Okay, Forrest, shut the music. Rồi, tắt rồi. Evening caller, this is Forrest Nash, host of 189.16. 189 đây. And tonight's 911. Tim này cũng là nơi của 911 luôn. Fonty này. Brian Point. Brian Fonty tại cái tiệm pizza Fonty. Fonty's Pizza. Thằng sáng nhân nó đi ăn pizza. Hello. Hello, guy, anh Fonty của pizza Fonty. Hello, Brian Ponty of Ponty's Pizza. What have you got to say? Có chuyện gì không? I'm so happy that that Deputy Martinez survived. I've seen her a lot over the years down here. Cái méo gì? Ponty's Pizza. Oh, you did a really great job. Đây là sự công việc được trời. Nó điện lại nó phè với mình đó hả? I just wanted to tell you that I'm sending you lũ đảng. Nó tặng cho mình vài cái mà phiếu giảm giá pizza rồi. Ok. Có bao giờ rồi. That's really good of you. Có bạn giảm giá rồi. Really ăn pizza không biết ghi rồi. Oh, it's the least I can do. Bây giờ bạn sẽ thích nó. Like well, you're in nghe thằng này như nó muốn quảng cáo mà cái tiệm pizza đó. Sounds great, bro. Yeah, hay đó. Lũ đảng, nó quảng cáo cái tiệm pizza nó luôn. Giống cái kiểu mà đang live stream của thằng Donet mà quảng cáo nữa. Yeah, that didn't come out great. I'm sorry, Forrest. Well, I just hope I didn't put you or anyone else off coming on down to Ponty's Pizza. Lũ đảng đó. We've got a great special this weekend.
Có một cái biểu diễn giá cuối tuần á. Uống bia và ăn bánh pizza. Rồi em đã lắc đầu rồi. Cắt đường dây nó đi. Đó. Đó mà mày điện lên đây để quảng cáo cái tiệm của mày rồi. Đó. Nhanh thật đó. Má thằng điên. Hồi nãy thằng nhỏ điện vô cho mình. Giờ tới cái thằng bán pizza nó điện lên quảng cáo. Trong đó có cái quạt đó mà. Gì đây? Rồi, ok. Đổi nhạc đi. Nè cái thị trấn. Thằng sát nhân hàng loạt nó đi ở ngoài đường, nó xiên từng đứa vậy. Nhạc chưa hả? Có bản quyền không? Nó không biết nữa. Bản quyền cũng chả sợ đâu. Mở cửa đi. Rồi đóng cửa à. Cái gì? Ôi vãi, tôi bị kẹt trong cây đèn làm giật mình. Ủa, cửa này mở được hai đầu luôn hả? Grab a cassette. We need to play a commercial. Sao đóng cửa được? Mình đang làm việc, không được mở cửa vậy bà. We gotta keep the lights on. Play a commercial. Cái gì? Phút một cung băng quảng cáo vào. Đây hả? Cái này là gì nè? Chút băng nào vậy anh em? Come on, Forrest, play a commercial and we can move on. Nó kêu mình nhét băng cassette quảng cáo vào đây. Done. Rồi đó. The world famous annual Gallows Creek Harvest Festival. Nhỏ này. Lũ đạn đó. Mới gặp cái hàng quảng cáo xong bây giờ phải phát sóng quảng cáo nữa. Nhà tài trợ đó. Trời, quảng cáo rồi. Đúng sạch mùi hay chưa. We got baby crawling, balloon popping, balloons for sale, beard contest, horseshoes, hay ride. Quảng cáo như quảng cáo bóng cười á. Safe donkeys and ponies, apple bobbing, firearm, fireworks, funnel cakes, fried dough, sheets, bitten, sand licking, cracker cramming, and cat shop. Rồi, hết chưa? Nữa hả? Rồi, chúng ta kết thúc chương trình quảng cáo đây được chưa? Má bấm cái nhà tài trợ nó cạo đầu mình luôn. Như quảng cáo YouTube mà không thể skip được á. Rồi, hết rồi. I can see why it's world famous. It's a highlight around here, Forrest. Đây là cái điểm mà quan trọng ở đây đó. Sorry to hear that, Peggy. All right, folks. Chào mừng đến với show. We have a note from my producer. That's right. Come find me at the Harvest Festival tomorrow to grab your choice of a KFAM mug, sticker set, or poster. Let's see what our next caller would choose. Chờ cuộc gọi kế tiếp thôi. Nói bây giờ mình phải quảng cáo cho mấy nhà tài trợ nữa. Lấy bạn ra được không? Cuộn này phát rồi, để đường dưới đây. I suppose I should take this call. Đây có cuộc gọi, có cuộc gọi. Welcome to the Scream with me, Forrest Nash. Yeah, Leslie. This is Maurice Russell from the Gallows. Đây là phóng viên của cái mà thị trấn Gallow đó, đang ở tại văn phòng. Có thằng điên đó đã phá được cái mà cầu thang ở dưới. Forrest Nash. Rồi kết nát. Tôi gọi 911 cơ mà. Put Leslie on. Để tôi tự nghe máy đi. God, another one. Thì bây giờ mình, ông này phóng viên rồi, cũng đang tỉnh táo đó. Nên chắc nói thẳng với ông luôn, chứ nói am này hoành hoành có khi ông hiểu lầm. Có khi ông tưởng mình đi làm cái gì đó bậy bạ đó. Leslie's driving to đó, Leslie đang trên đường đến thị trấn đó. Đến thị trấn Bình Lạnh để khu viện. Sergio gặp Sergio, Sergio thì tử vong luôn rồi. Rồi, Sergio xanh cỏ.
Chị vô lòng cảnh sát trưởng á. Bạn có muốn báo cáo gì không? Tôi có thể là cấp cho bạn một cái nguồn ẩn danh. Đang trên sóng lại chim ẩn danh gì đó ông ơi. Quá muộn rồi. Chúng ta đang online. Tất cả những điều bạn nói thì đang được truyền hình trực tiếp, truyền âm trực tiếp. Nói cái thằng nào đập đồ vậy đó. Thằng ngu nào đập đồ đó. Nó mặc cái bộ đồ của cái thằng kẻ hút sáo. Những đứa nhóc, chúng làm những cái việc này hàng năm. Bố mẹ nó không có đôi mắt với tụi nó à. Edward Marshall Mooney là sao? Chắc nhân vật nổi tiếng nào đó ở bên mà dân quá Mỹ tôi không biết. Thì nó không phải là thằng nhóc đâu. Nó là cái thằng gì đó. Nói cho ông dễ hiểu đi. Nó là thằng kẻo hít sáo đó. Không đâu. Nó chỉ là thằng nhóc ngốc mà thôi. Năm nào cũng có chuyện này xảy ra cả. Nó nghĩ nó là vui. Một ý tưởng lớn. Một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đó là cái chuyện của 30 năm trước rồi. Nói nhắc đến cái nhân vật cái quật mà Sam ở đây rồi đó. Nhìn thấy cái gì đó qua cái màn hình. Màn hình an ninh. Ở cái phòng mà họp ở tầng trên. Có một cái camera giám sát ở tất cả mọi nơi. Có thể xem nó qua cái TV ở đây. Nó thì được đặt trong cái phòng mà phòng họp. Ông này phóng viên người nghĩ sao solo được chứ thấy cái thằng sát nhân hàng loạt cái gì. Thậm chí súng đạn bắn nó hết một băng đạn của cây súng con cái cảnh sát trưởng nó còn không hề ấn nè. Trốn ra được không? Cái gì? But I'm not sure how I'm going to do it. That crash you heard was him tipping over my filing cabinets. Nó là dùng cái đó lắp cái cầu thang này. Cầu thang là lối đi duy nhất luôn. Đúng vậy thôi. Mất vài phút để mà dời cái tủ đồ đó ra. Nó lấy cái tủ đồ nó chặn cái đường cầu thang ở dưới luôn rồi. Forrest, I think I've got it. Why don't we call the killer? They'd have a bunch of phones set up. Mình sẽ gọi đến cái đó mà phóng viên để có cái tiếng động, cái tiếng mà điện thoại nó nên đàn hướng hàng cái nhân đó. Draw the killer away. Câu giờ cho thanh niên mà siêu quá gì? Có một buổi phỏng vấn cho thằng sát nhân á. Thôi đừng có đùa nữa. Đùa bây giờ là ông thông mạng luôn á. Exactly. It's worth a shot. I can hear you. Tao nghe mày đó. Thằng ngó không thể giết tao bây giờ đâu. Sorry, Maurice. Peggy and I were just trying to figure out. You realize how stupid. Một kế hoạch nghe đúng là ngu ngơ si luôn. Nếu nó thành công thì mày sẽ cần phải một cái bộ mà mở rộng điện thoại vậy đó. Kết nối với tất cả cái điện thoại trên cái sàn. Chờ trong khi cái thằng sát nhân nó đi cái đó. Có rồi. Một cái kho báo hả? Thì ổng đi tìm cái gì đó để kết nối với mấy cái điện thoại của ảnh nè. Cái gì đây? Thường nghe cái tiếng chiếu chiếu như cái súng đồ chơi á. You don't think the killer got him, do you? Bật nhạc nghe chưa? Mr. Russell. I'm here. Rồi. Freak's going to be here any second too. Go check your fax machine. Chết có máy phát. Let me down. Anh em biết cái máy phát là gì không? Hồi xưa nó đâu có là cái nhắn tin email gì đâu. Muốn gửi dần bản qua thì sẽ gửi vào một cái máy phát nó dạng như cái máy photocopy vậy. Go, Forrest. The fax machine's in the office. Cái máy phát thì ở bên ngoài, bên dưới. Be right back. Okay, go to the office on the other end of the hall. Grab the fax from the machine. Easy. Này à. Cái photo cái bì mà đây phải không? This must be it. Đây. Nó đây. Cái này là máy đánh chữ. Hãy đi vô tôi đến đâu máy photo cái bì mà đẩy xuống. Thì hồi xưa là đâu có email gì đâu. Muốn gửi văn bản vào cho nhau thì gửi qua cái máy fax này. Cái thời kỳ ban đầu là cái máy điện tính thôi. Là anh em chỉ gửi được cái mã như mã mod đi ạ. Chứ không có gửi được cái hình như vậy đâu.
thì sau này công nghệ hiện đại lên mới gửi được cái hình như vậy nè. Thường mà lúc mới ra cái hình này nó gửi cũng rất là lâu luôn, cái tiếng đồng hồ á. Bây giờ không biết sao gửi nhanh rồi đó, vì bây giờ chúng ta có cái bản đồ của khu đó nè. Hồi nãy ông nói ông đang ở trên cái phòng họp, cái phòng họp là cái phòng góc phải dưới nè, có cái máy phá đó là ông đang trong đó đó. Rồi thì mỗi cái phòng nó có số á, gọi là cái số đường dây giống như của mình 123 nè. Thì bây giờ cái phòng này nó có 4 số. Đây đây đây. Hey, did you get the fax? Có rồi, có tờ phát em ơi. Yes, I have. Mr. Russell, Phòng lưu trữ nhà you bếp. still with us? I am. Đây đây đây. You get my fax? Rồi. Có rồi, có rồi. Yeah, I got it right here. Good. I knew you could at least manage that. Okay, folks, we're back on the line with Maurice. Đó. Let's see if we can help him avoid the whistling man. Here's the situation. The whistling man searched Đang tìm kiếm ở mà cái quảng trường ở trước cái phòng học của ổng. Nó đang ở đây nè. Cái nó đang ở chỗ này, còn ông đó ở trong đây. Cái cầu thang này đã bị chặn rồi. Again, we want to draw the killer away by dialing an extension number and then move Marie somewhere safe. So, what extension should I call? Bây giờ mình nên gọi nằm nằm gọi vô cái phòng này là ổng nhanh có luôn, ổng đang trong phòng phòng lưu trữ, phòng bếp hay là phòng chỉnh sửa này. Phòng lưu trữ là số 1 là chỗ này, phòng bếp là số 2 chỗ này. Không đâu, nó đi cầu thang lên mà nếu như nó phát hiện thấy ổng rồi thì nó sẽ vào đây nó kiếm đầu tiên, có thể nó kiếm chỗ này rồi. Giờ mình gọi vô cái chỗ này đó là nó không có đi vô đâu, có khả năng nó sẽ đi vô cái phòng lưu trữ. Phòng lưu trữ này là số 1 á. Phòng này không có điện thoại. Phòng này đi to này, phòng số 3. Tôi nghĩ nên gọi phòng số 3 không ta? Tại vì nó đi lên đây thì ổng có thời gian chạy ra đây, ổng có thể núp được một trong hai cái phòng này, phòng trong ba cái phòng này luôn. Còn nếu gọi cái vô hạt chiêu 2 thì ổng chạy ra ổng chỉ núp được hai phòng này thôi. Nếu núp hai phòng này nó đi kiếm lần nữa thì khó lắm. Thì có thể mình gọi ở trên để ổng chạy ra tiếp và gọi dưới. Nên tôi nghĩ là cho nó đi vô phòng này trước. Phòng 1 là 3 thôi. 1 hay 3 bây giờ. 3 là phòng chỉnh sửa đi. Đây. Call the editor's office, the Cho nó extension vô cái is phòng 3 này trên đi. 043. Got it. I'll put the call through when you're ready. Cho ổng ở cái phòng All này ổng chạy right, ra. Where do I need to go? Bây giờ ông này cũng cần đi đâu. Tôi nghĩ là vô phòng bếp. You're moving to the kitchen. Yeah. Tại lúc nãy nó đi lên cầu That thang có makes khi nó kiểm sense. tra ở phòng này rồi. Go somewhere he's already checked. Not bad. Quên á. Quên sếp rồi anh em Nash, ơi. I'm ready to place the call. Are you ready, Mr. Russell? Don't have much choice, do I? Make the call. Yes, sir. Calling now. Cái lúc quan trọng thì đi quên sếp. Gán sóng nghe anh phóng viên. Kiểu có đi thứ I sáu rồi. can't believe it. He's actually heading to my office. Kế hoạch tốt lắm, thích It was ghê. all Peggy's idea. Credit goes to her. Don't mention it. The coast is clear. I'm shutting off the TV, Tôi so phải we tắt won't cái see màn hình the đi. security Tắt cái cameras. nãy nói là có cái màn Then, hình vi tính ở trong cái phòng họp á. Ủa cái màn hình tivi ở trong phòng họp á, ông mới nhìn thấy tên sát nhân. Bây giờ ông phải tắt cái màn hình này đi. Đó. I'll call when I get there. Tắt cái màn hình đi này. Do you think he'll make it okay? I'm sure he'll be fine. But now what do we do? Anh quên chép rồi, biết ghi We rồi. gotta find some way for him to get past that barricade. What do you mean? I don't think calling the whistling man is gonna buy Maurice enough time to move those cabinets. We gotta think of something else. Yeah. Không kịp á. Maybe we could. Oh, call incoming. Đâu You đâu đâu. ready? Anh gọi đây chưa? Đây đây đây. Ready as I'll ever be. I put him through. Alrighty. Mr. Russell, are you there? Ngồi xanh I cỏ hay am. rồi. Rồi còn còn còn. I don't think he saw me. Tụi con khỉ thấy nghĩ là thấy Gotta hắn đâu give đâu. you credit for that, but I'm not out of the woods yet. Right, let's review where we are.
Không đến đâu. Có một đường xuống cầu thang duy nhất thôi. Cái thằng đó là lấy tủ chặn rồi. Có thể di chuyển mấy cái đồ nội thất đó. Không thấy nhanh nhưng mà nó yên tĩnh. Thì tôi nghĩ là đéo đấm lại nó nổi đâu. Chờ đến chết hả? Bạn có thể phá nó trong cái phòng nào khác không? Tức là mình dụ sát nhân vô cái phòng nào đó phá cửa lại. Xong rồi chạy xuống cái cầu thang đó dời mấy cái đồ mà mấy cái đồ nội thất ngang chắn cái đường đi đi. Có cách ba là khả thi nhất. Còn hai cái đầu thì không lẽ là xanh cỏ. Ba nha. Could you lock him in a room? Đó, dốt vô cái phòng nào đi rồi dọn. Buy you time enough, right? Maybe. Mình sẽ gọi điện nó vô cái phòng nào đó mình nhốt nó lại. Không được rồi. Tất cả các cửa trong này thì đều có chế độ là tự mở khi mà có xảy ra hỏa hoạn. Có thể mở từ bên trong mở ra được. Có một cái phòng lưu trữ bí mật trong văn phòng đó này. Đây phải không? Phòng lưu trữ bí mật. Tôi thích nó. Thể là một thứ gì đó giống là cái kho lưu trữ GAB HD Full HD của tôi vậy. Chứ mấy cái phim 4K. Bây giờ không phải lúc đùa đâu, Penny ơi. Peggy, I don't think now's the time to be playing around like that. Mình muốn coi cái bộ Tokyo Hot của anh hả? Kids, we're in the big time now. I've got it all figured out. The secret archive. There's no lock on the inside. Phá cái cửa ngoài lại. Only the outside. Chỉ có cái phòng đó là có thể phá từ bên ngoài thôi. If we can get him in there, and I lock him in, we can catch the son of a gun. Exactly. Oh my god, Forrest, we might be able to end the nightmare right here. Ừ, so should I call the secret archive then? Can't. Cái phòng đó là bí mật nên không có điện thoại. Vì sao Vũ có được? Cũng không có điện thoại trong đó rồi. Change it up then. Any ideas, Forrest? Cứ tưởng không? Radio, đúng rồi, radio. Mình sẽ kiểu ông đó đem cái radio để vô trống. Rồi mình tìm cách nào đó dụ con sát nhân vô. Có thể là ghi âm là cái giọng nói ông đó và chuyển tiếp qua chẳng hạn. Đặt cái radio trong cái phòng này. Xong rồi dùng chính cái giọng của ông đó hoặc là cái giọng gì khác. Dụ nó vô đây rồi xong rồi phá cửa từ bên ngoài. Tại mấy cái phòng có điện thoại á. Mấy cái phòng có điện thoại á thì không thể phá cửa từ bên ngoài được. Theo cái lực chống cháy gì đó. Tất cả cái cửa đều có thể mở khóa từ bên trong ra. Nên không thể nhốt được. Bây giờ tìm cách dụ vô đây thì chỉ có radio thôi. Dùng bảng làm mọi câu. Không, không có khả năng đâu. Khác đéo gì hy sinh với nó. TV thì cũng không được. TV nãy là coi camera thôi. Radio rồi. We could use a radio. There's no radio in the secret archives. Are there no radios at your offices? I don't have one. Không có radio. What is it? Cái chuyện gì đó. Cái thằng là phóng viên của thể thao có một cái radio mà để bàn, radio cơ động. Thì giờ anh ấy có nghe 189 không? Đùa vui vậy à? Thôi thôi thôi, hỏi thôi có mà. Có cái radio ở trong mà văn phòng không? It should be. It's what he calls his work radio. It should be in the archives actually. I'll sneak over while our friend. Rồi lấy radio đi, để giấu vô cái phòng kia. Thuận đó vô. Rồi. Có radio gọi lại nha. We're gonna save him, Forrest. Chúng ta có thể cứu anh ấy. Works, we might even save the whole town. Đừng có phân tích gì em ơi. Chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Anh sếp gọi anh mới biết được. What do you mean? He's not out of there yet. He's still gotta find the radio, unblock the stairs. Mở phá được cái cầu thang cái đi mới tính. Plan for how to do that. And muốn làm người nổi tiếng hả? Call incoming from the reporter. Putting it through now. Nash, hello. Rồi rồi rồi, có đây có đây. Nash, are you there? Ở đây. Is everything okay? I found the radio. Có cái radio rồi. Right where I thought it would be. It's all coming together. I'm just gonna turn it on quickly. 189.26. Still got some juice. Cái đéo gì? Maurice, what happened? What do you think happened? The radio went off full blast. Ông nội đó. Mở cái tiếng lớn lên. Let me check the security cameras. Chết camera lên đây. He's still creeping
Nó ở bên ngoài cái tầng đó thôi. Ông nội mở radio lên gì đó. We need to be careful with that radio. Wait. Oh, God damn it. Cái gì đó? If I can't have this stupid thing turned up, có một cái điều ngon lắm nữa đây. Làm thế nào mà giấu radio? Không thể trong phòng mà khi just... nó cùng lúc. Oh, that's a good point. Chuyển tiếp cuộc gọi giọng nói của ổng qua luôn. Wait, where the radio? Đó. We can just be quiet until you're ready. À. Ông đấy sẽ chọn vô cái kênh của mình. Xong rồi cho tất cả đều cùng im lặng hết luôn. Rồi đúng số rồi đó. Rồi 89.16. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ thì cái ông đó, ông sẽ bắt cái radio đến cái mà kênh của mình. Xong rồi mình im lặng luôn. Để ông đặt cái camera, cái radio vô đúng vị trí rồi mới nói chuyện. Chứ không mà ông đang cầm mà mình nói chuyện cái là lộ liền. Chính xác. Got it. 189.16. Good. I've got the radio on silent, but I rồi ok. Không có nói gì nữa nha. Now, bật nhạc được không? Sounds like we need to make rồi. Another call, Forrest. Chị ngu rồi, ông trên phó luôn á. Bây giờ mình phải lùa thằng đó đi đâu? Hồi nãy mình đã chọn cái phòng mà phòng em đi đo rồi, thì cái khu bí mật trên này nên không thấy cái phòng lưu trữ được. Ổng thì đang ở phòng nhà bếp nên chỉ có phòng office này thôi. Bô gum đi, cho nó vô hẳn bô gum đi. Nó biết chết cái TV đó. Call the boardroom. The extension is 04. Cho nó vô đây đi. That might work. Để ổng đi đây, ổng vô phòng này. Close to the editor's office, but we haven't seen the killer go there yet. Are you sure? Chốt không? Bây giờ vũ nó vô đây đấy, ông nó chạy lên chỗ này vô đây. Còn ở đây một hồi là nó sao nó đi ra nữa. Nếu như nó vô đây, ông chạy lên đây rồi thì một hồi nữa mình đâu có gọi phòng nào nữa đâu. Không lẽ gọi phòng bếp nữa đi xuống. Là ông trừ chỗ này ông đi ra là một hồi ông trốn ra đâu có đường nào trốn nữa. Ông phải đi vô đây, đi từ cái đường này lên đây, rồi một hồi cũng phải đi từ đây đi ra. À, sẽ nhân nó vô đây một lần, này sẽ nhân vô đây một lần đó. Chơi. I'm sure. Make the call. Okay, calling the boardroom now. Ủa, ông đang trong bô cơm mà quên nữa. He's on the move. I'll call you guys from my office in a second. Hình như ông đang trong bô gum mà. Any idea what you'll say to draw the killer in? I'll pretend to tell Maurice to hide in the secret archive. The killer. Hình như cái chỗ lỏng mày. Go check it out, and we've got it. Oh, I like that. Make the killer think he has the upper hand, and then bam. I appreciate the vote of confidence. Ooh, call coming in. Here we go. I'm here. Radio set rồi, ông đặt cái radio thành công rồi. Just give me the signal and I'll turn it all the way up. Where were you hiding in the meantime? I good question. Núp ở dưới bàn hả? It's under my desk. Giấu dưới bàn đấy. See under it. I've got a big cabinet. Có một cái mà cái tủ nữa. Take me a second to get into. Anywhere else? Not really. There's the secret archive itself, but that's where the killer. Bây giờ ông núp ở đâu vậy? Có thể núp trong cái cabin. Rồi núp vô cabin đi. Bây giờ núp dưới bàn mạo hiểm lắm. Thằng sát nhân nó đang đi kiếm mình thì đương nhiên nó phải chết mọi thứ rồi. Không có chuyện chui cái gầm giường ở trong phim đâu. Núp trong cái tủ này luôn thì núp trong cái phòng mà lưu trữ bí mật này luôn thì đây nè, núp vô trong đây thì đâu có thể là nhốt hoàng sát nhân rồi được. Tại ổng cũng chổng luôn mà. Núp ở giữa mấy cái tủ à, càng phế vật hơn nữa. Có chỉ có núp trong tủ thôi. Tôi nghĩ là trong tủ với gầm bàn. Mà gầm bàn lộ liễu quá, nên chắc trong tủ đi. Hide in your cabinet. All right. Well, this is it. Hồi hộp với lời, hồi hộp. I'm going to go turn the radio up to full blast now. Don't say anything. Đừng có nói gì hết, rồi until ok. I've had time to hide. Got it. We know the plan.
You can trust us. Okay. Here we go. Không, không, chọn lại nó nói đó, không có chọn. I think it should be safe now, Forrest. It's going to be all right. He won't look for you there, I promise. And Mr. Russell, be quiet. It's important you make no sound. Quick, Mr. Russell, hide in the back room in your office. Rồi, đóng cửa rồi kìa, có tiếng hít sáo. Sao rồi, sao rồi? Em này đang lo lắng. This is Forrest Nash of 189.16, The Scream. And if you've just tuned in... See you in hell, kid! Cúc xuống địa ngục đi, thằng nhóc. We've just locked up the Whistling Man. Đã nhốt được cái thằng đó rồi. Forrest, you beautiful bastard! Không thể tin được, nó thực sự là làm được. I can't believe that actually worked! Rồi, mãi viết bài quảng cáo cho em nha. If I'm being honest, việc của tôi mà. I can't believe it either. Mày viết bài quảng cáo cho em anh ơi. I'll be off now. Gotta get out of here. Write up a few notes. Call a few friends. Viết một vài mối tin xong rồi gọi cho vài bạn. I feel safer waiting for the cops to come grab this freak with some company. Hey, maybe you and me could do an interview tomorrow. Rồi, ok. Có một bài phỏng vấn ngày mai với tôi. I'll think about it. I'll see what tomorrow brings. Qua đây làm liền luôn anh ạ. I'll take that as a yes. Talk to you soon. Mai được lên TV anh em ơi, mai tôi lên TV. Xong rồi, cứu được hai mạng rồi đó. Mấy giờ rồi? And play some killer tunes. Killer tune. Ở đây mà không có đồng hồ á. Cái này giờ cút. Listen into this next track from Late Night Lurkers. Nếu bạn dám, mày sợ à? Thì tiếng Việt Nam là mày sợ. The night should be pretty easy from here on out. Right? Thank God that's over. I guess we got some downtime now. I could ask you some questions to kill the time. Rồi rồi, em này bắt đầu hỏi mấy câu riêng tư rồi. Thì hôm nay tôi đang có công việc gái, nên chắc nghỉ đây thôi. You're gonna interview me. Thì chắc mai mốt về tiếp, cứu được hai mạng rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Ra làm việc cái, ổng hỏi quá rồi.